Vợ chồng khù khờ. Tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Tập cuối. Vợ chồng khờ ở chơi một ngày rồi cũng về Vĩnh Long. Trên đường đi, Dương hỏi vợ. Em với anh khù đó hồi nhỏ thân lắm hả? Khờ quên tút lút cái lời cha má và anh chị dặn, lẹ miệng nói liền. Thân gì thân, chửi lộn bầm hầu à, mà gặp ở ngoài đường cũng không có chào hỏi gì hết. Cái bữa nọ mắc cái chứng gì không biết, tía chả lợi gặp tía má của em hỏi cưới em cho thằng chả. Mấy anh cản kịch liệt. Mà tía ổng cũng gả à. Em á thì biết cái gì, gả thì ưng thôi. Dẹ đâu, thằng chả bị bóng lại cái anh ơi. Bóng mà bày đặt cưới vợ mới tức cười chứ. Tối ngày cứ nói cái bầu diều bị sưng, mà chớ có biết bầu diều nằm ở đâu à. Ở có mấy bữa, em đè em đập thằng chả một trận, rồi về nhà tía má. Cái tía thằng chả với cô nam của thằng chả tới nhà năn nỉ em dìa. Dìa ở hết một tháng, chả chọc ghẹo em nổi khùng. Em bưng cái thúng khoai lang đổ xuống cái giếng học của anh chả rồi bỏ dìa. Năn nỉ trở lại, em nhất định không chịu. 2 năm sau em lên Vĩnh Long rồi gặp anh đó. Dương cười sổn sản. Em nói anh bị bóng hả? Anh tin. Giờ hồi cưới em về thì em vẫn còn xin mà. Xin cái gì? Dương một tay cầm ga, một tay gãi gãi đầu. Là chưa có đàn ông đụng vô đó. Có à, chả có đụng vô em à. Đụng sao? Thì đi qua đi lại trong nhà đụng rầm rầm chứ gì. Cái đó không có tính. Chứ tính gì mới tính. Như anh với em mới tính đó. Đụng vô phải có con mới tính được chứ. Vậy à, hèn chi. Đụng thằng chả xong rồi hồi nào hai đứa cũng chửi lộn à. Còn hai đứa mình đụng nhau sướng dảnh lỗ tai luôn. Hai vợ chồng cười hía hía suốt đường về. Rồi như sực nhớ ra, khờ quảng hồn. Chết cha, chị Năm mà biết em nói với anh mình từng có chồng ấy, chắc chỉ giận em lắm á. Dương an ủi. Không có sao đâu, anh có nói đâu. Em cũng đừng có nói cho má biết nghe không. Sao dạ? Kêu đừng có nói thì đừng có nói là được rồi. Vậy không nói hen. Ừ, không nói. Vợ chồng vui vẻ về tới nhà, vẫn còn tươi cười hớn hở. Phần của khù, tự nhiên chàng ị muốn bệnh nữa. Cảm thấy cả người rã rượi như không có sức sống. Khù nhớ cái bản mặt của thằng Kình Binh và cái giọng cười trâu trống của nó. Nhớ cái mùi thơm từ trong người của khờ toát ra. Mẹ bà nó, phải hồi đó ngủ chung mà nó có thơm cái giọng này á. Chạy trời chàng ị cũng cứng ngắc. Điện giật cũng không buông cho mà coi. Chứ ở đó mà để cho nó về nhà đi Vĩnh Long cho thằng Kình Binh nó hưởng. Mẹ bà nó, lý ra cái thằng nhỏ ú nu kia phải là con của anh chàng ị với con khờ. Có đâu mà thằng đó cái giọng cười trâu rống đó vô ẩm trọn như vậy chứ. Càng nghĩ khù càng tức. Cái con một họng răng đó bây giờ á hết thương mình rồi nên mới xúi mình có vợ hoài à. Mà cưới vợ làm chi trời. Nghĩ tới cái con nhỏ nào cũng thấy không ưa thì làm sao mà cưới xin gì chứ. Nói tới nói đuôi á, cái giận nữa à. Con khờ hồi ở với mình á, dơ hầy, hôi nách, mắt nóc lạnh luôn á. Mà về với thằng chả thì trở nên đẹp đẽ thơm to là sao kỳ vậy ta? Không lẽ cái thằng đó nó biết chăm sóc vợ hả? À mà cũng phải rồi, nó lên ở với vợ chồng cha Năm Lê. Mà vợ Năm Lê là con ngựa cái, làm gì mà không sửa soạn cho nó nên nó mới đẹp đẽ, bóng mộng vậy chứ. Mà tại sao khi hồi đó nó đẹp rồi mà không trả về cho mình mà đi sách đi gả chỗ khác chứ? Có phải tại con họng răng đó nó nói xấu mình tùm lum tà la rồi không? Mẹ bà nó chứ, không ưa thì nói không ưa đi. Bậy đặc khi gặp mình á, làm ra vẻ ngọt ngào nữa. Tưởng như cuối cùng á, cũng gần cái cổ ú nu đó lên mà chửi lộn với mình á, không có nhịn một tiếng luôn á. Tại có cái thằng bự con đó chứ, không thôi á, mình dện vô họng răng của nó, xịt máu chết bà nó ráng chịu luôn à. Cô cứ nằm trèo queo ở trên võng hoài, chẳng buồn đứng dậy đi tới đi lui. Chú Hai cuốc dòng xong ghé qua nhà cô Năm uống trà với Dượng Năm.
Về nhà thấy Khù cứ nằm ở trên võng mà bếp núc lạnh tanh, nên đâm lo. Ân cần sờ vào đầu chàng ị, hỏi han: thấy trong mình sao mà nằm hoài vậy Khù? Khù gạt nhẹ tay chú ra, ngáp liên tục mấy cái rồi quể quải trả lời: có thấy gì đâu, buồn ngủ muốn rụng nụ luôn à. Buồn ngủ thì vô mùng mà ngủ, sao lại nằm đây? Tại nằm một hồi mới buồn ngủ. Thôi, tía mận gì mận đi, để tôi ngủ một chút rồi dậy, muốn sai cái gì thì sai. Giờ nhớ mắt hết thấy đường rồi nè. Có bệnh gì không đó? Có. Bệnh gì? Bệnh mần biến. Sao lúc này tôi mần biến dữ, thần ôn đất địa luôn tía ơi. Mới chửi lộn với con một họng răng còn bực mình, nên vừa nằm đây tức nè. Ai dè, mắt khiếp chịp luôn à. Mày tối ngày cứ kiếm chuyện gây gỗ với nó hoài à. Bây giờ không còn quan hệ gì á, thì thân ai nấy lo đi. Để bụng chi mấy cái câu nó nói, rồi tức, rồi gây cho mệt thay vậy. Chữ nó nói chuyện như lấy cây đinh ngoáy vô lỗ tai, chịu nổi không? Nói gì mà dữ vậy? Nó kêu tôi cưới vợ hoài à. Cưới không cưới kệ cha tôi, mắc gì nó lo. Này xuôi cưới con này, mai xuôi cưới con kia. Nó rảnh háng quá mờ. Có chồng thì lo có chồng, hơi đâu mà xăm xôi tôi mừng chi. Thì tại nó quan tâm mày. Ai mượn nó quan tâm chi? Tại cái tật nhiều chuyện á. Rảnh háng nên khoái nói chuyện người khác à. Chuyện của nó tôi đời nào nói tới, sao chuyện của tôi nó cứ chọt vô một họng răng, nói hoài à. Chửi nó một trận á, bỏ cái tật rảnh háng đi. Nãy đâu mọc ra hai chữ rảnh háng nghe thô bỉ quá mẹ ơi. Nhỏ đó nói vậy á, mới vừa cái bụng tôi à. Chú hai cười rân. Bà mẹ mày. Thôi, bỏ chuyện con khờ đi. Mày nói buồn ngủ á, rụng nụ sao nãy giờ nói chuyện leo lẻo vậy? Tía hỏi tôi mới nói chứ, bộ khi khổng khi không á, nói mình ha, tôi đâu có mắc nàng bố đâu. Bỗng như chực nhớ ra, Khù người bật dậy. Tía, tôi vô nhà anh Năm rồi chút nghe. Hổm chỉ còn thiếu tôi 400 ngàn, chị mới nhắn cô Út Trình kêu tôi vô lấy cả. Tôi vô lấy 400, dìa cho tía 200 thơm thảo nghe. Chà, bữa nay có cái vụ chia tiền cho tía nữa ha. Bị gì rài sắp tới á, hết mần ăn ra tiền rồi. Cho tía tiền lần này á, biết chừng nào có nữa mà chi á. Nhưng thôi, tôi khoe cho tía mừng thôi. Tôi có để dành được cục bạc bộn nè. Bộn là bao nhiêu? Biết làm chi, để chừng nữa tía cất lại cái nhà dưới á, tôi hùng. Hùng nhiêu mày? 4 triệu. Chú hai khum xuống cười. Trời thần đất địa ơi, cất cái nhà mày hùng 4 triệu chắc tao mắc nợ ngập đầu à. Chứ hùng nhiêu mới đủ. Tôi có 4 triệu rưỡi, hùng 4 triệu là hết ga rồi đó. Thôi, để dành đó đi. Con có lòng là tía vui rồi. Cô đứng dậy, nhìn chiếc xe đạp một cái rồi lắc đầu. Hôm nào trời có trăng, tôi phải tập chạy xe đạp mới được. Đây mà lội bộ vô tới nhà Năm rồi, chắc rã cặp cẳng quá à. Mọi lần không ngán, sao lúc này ngán quá xá mạng luôn á. Chú hai nhìn con trai thông cảm. Tại an trong mình nên vậy đó. Thôi, cũng không gấp gì. Để thủng thỉnh rồi vô lấy cũng được. Ý, không có được đâu tía. Để lỡ vài bữa ông bà xài sạch bách thì biết chừng nào trả tôi. Chứ bây giờ ngó thấy mày sụi lơ vậy, đi gì bệnh nữa hay sao? Tía trụ mạc không à. Tôi mạnh như trâu á. Chưa chắc cái thằng chản cồ ở Vĩnh Long mạnh qua tôi à. Nữa, nói ghét con người ta mà mở miệng ra là cái nhắc à. Mày giống ai chứ? Thôi, tôi đi à, đi dịa chi cho tía 200. Khù đầu trần, sọt chân vô đôi dép lào đã cũ xì, sờn mỏng như lưỡi lam, rồi đi thẳng ra cửa. Chàng ị cà lơ xích sụi, vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Nhưng khi thoáng thấy cái bóng ai ở trên đường, thì gầm mặt xuống không có muốn chào hỏi gì hết. Đang ngó trần trừng xuống cái miếng vòng trồng khoai lang của hàng xóm, thì Khù nghe tiếng kêu giật ngược. Đi đâu đó Khù ơi? Khù hết hồn, ngoáy cổ lại, bực mình khi nhìn thấy ba Tiêu. Chết cha mày cho bưởi, đi lấy tiền leo dừa. Lấy của ai vậy? Có ai hỏi chi cho nội, mắc cười không? Rồi cắm đầu đi thẳng, không thèm nghe thêm một câu. Được một đổi nữa, chàng ị lại gặp chị Tư đời. Đi đâu vậy Khù? Đi lấy tiền leo dừa. Trời đất ơi, nghỉ bẻ dừa lâu rồi mà chưa lấy hết tiền nữa ha? Kệ người ta, hỏi chi bà nội, mắc cười không? Gần tới nhà Năm rồi, thì lại gặp hai tao đón đường. Đi đâu trong này vậy Khù? Đi lấy tiền leo dừa.
Bà Nhiều. Nhiều kệ người ta, hỏi làm chi, mắc cười không? Phục qua khỏi hai tao rồi, đến trước đường quẹo vô nhà Năm rồi, cô bỗng đứng lại ngẫm nghĩ, rồi giật mình, nói thầm trong bụng. Chết cha bởi rồi, nãy giờ đi trên đường gặp ba mạng tiêu đời tao, giờ mình vô nhà cha nội rồi nữa, thành tiêu đời tao rồi, vậy có bị xui xẻo không ta? Hay là mình quay về đi, chứ vô trong đó xong đời luôn á, mà lúc này mình cũng không có được giỏi trong người nữa. Nghĩ xong, cô lập tức quay lưng, thì chị Năm rồi thấy lật đật chạy ra réo Khổ! Khổ ơi! Sao vô tới rồi mà lại quay về vậy? Cô nhún vai. Thôi, để tôi về má ơi, nãy giờ đi đường gặp cái gì đâu không hả? Gặp cái gì? Mới ra lộ cái gặp cha nội ba tiêu, rồi cái bà cố tư đời, mới thất thì đây nè, quỷ già hai tao. Tôi mà không về là gặp ông bà Năm rồi, có phải là tiêu đời tao rồi không? Mà mắc cái giống dịch gì mà bà chạy ra kêu tôi làm chi vậy? Bây giờ tôi lỡ gặp bà rồi làm sao đây? Chị Năm cười ngất. Bởi vậy người ta nói chú thiệt tình à, tên có sẵn nào giờ chứ bộ tự nhiên mọc ra nhát chú hay sao? Thôi vô nhà tôi gửi tiền cho ông con ơi, đương có khách ở trọng đó. À nói nghe nè, con khờ có chồng rồi thì chú cũng nên có vợ đi. Vô coi con này vừa mắt chú hôn, tôi mừng mai cho. Thôi bà nội ơi, tha cho tôi có mâm này đi. Giờ mà nghe tiếng vợ là tôi mắc nổi ốc cùng mình à. Ê, tại duyên chưa có tới thôi. Vô đi rồi coi kỳ, coi giấy. Con này nó ở miệt An Giang. Cha má nó mới mua đất vừa đây cất nhà nè. Anh chị em tranh trách, nhưng có chồng có vợ hết rồi. Nó hiền queo à, giỏi chuyện nhà lắm ngang chú. Một tay nuôi gà vịt heo cuối luôn đó. Nhỏ đó bị cột tay hả? Tầm bậy à, ai nói vậy? Bà mới nói chứ ai. Nói nó một tay nuôi gà vịt heo cuối, nếu có hai tay mắc gì nuôi một tay. Chị Năm cười ngất ngư. Thì tại nói vậy thôi chứ. Nè, vô nhà đi. Tới đây rồi còn không lấy tiền á, mười mốt mất công vô nữa. Bà đem ra gửi cô Út Trình cũng được mà. Mắc mệt chú quá à. Vô rồi có chết tới tôi đền ơn mạng cho. Tên gì đoan dữ thần vậy? Chị Năm vừa nói vừa tiến tới nắm tay Khù lôi vô nhà. Khù gạt tay chị ra. Để tôi tự đi bà nội, tôi ghét ai đụng đụng vô mình tôi lắm à. Phải rồi, bởi ghét vậy nên con khờ nó có chồng khác đó. Bà nhắc tới con đó một tiếng nữa tôi về, tôi thí cô hồn 400 ngàn của bà luôn đó. Thôi, không có nhắc nữa đâu. Mà sao lúc này chú khó quá trời vậy? Mọi lần nói gì cũng được, nay bắt lỗi bắt phải tùm lum mà. Mắc mệt à, tôi đứng đây được rồi, bà vô nhà lấy tiền đem ra cho tôi đi. Gì dữ không? Vô uống miếng nước chứ. Không khác. Không khác cũng phải vô uống. Con nhỏ nó một tay ở trọng á, ai mà thèm vô. Vậy thì càng phải vô. Vô coi dù nó có một tay nhưng ngộ lắm. Ngộ gì mà ngộ? Thì chú cứ vô đi. Không đâu. Ổng đi xóm rồi, không có ai chọc ghẹo chú đâu mà sợ. Sợ ơi, tôi sợ ổng chắc. Vô thì vô. Khù hùng dũng bước vô nhà chị Năm, đập vào mắt chàng ị là một con nhỏ thiệt là đẹp, mặt mũi sáng trưng, nhưng cặp mắt sao mà nó buồn thê thảm vậy trời. Thấy Khù, nó nghẽn miệng cười một cái, rồi cúi xuống xăm soi đàn gà con ở trong cái thúng. Khù thấy rõ nụ cười của nó, hàm răng đều tắp chứ không có mọc tùm lum tà la như con một họng răng kia đâu. Bất giác Khù cũng cười lại chào nó, nhưng mà nó không có nhìn thấy vì mắt lo nhìn bầy gà con. Nó ngước nhìn lên nói với chị Năm. Vậy chị bán cho em 10 con gà này 100 ngàn, với lại cho em mượn con gà mái mẹ nửa tháng, chừng con nó cứng cáp một chút á, em trả, hen chị Năm. Chị Năm vui vẻ gật đầu. Được mà, trước giờ chị toàn là bán vậy không đó. À quên nữa, để giới thiệu với hai đứa, đây là anh Khù, con chú Hai ở ngoài vòng đó. Còn đây là em Thường, con chú Tư, nhà mới dọn về gần đây. Hai đứa chắc trạc tuổi nhau đó, biết đâu có duyên có nợ với nhau thì sao? Khù trừng mắt nhìn chị Năm như muốn nói. Bà cũng đã bà nội. Nhưng khi nghe Thường cất tiếng thì chàng ị im ru lập tức. Chị ghẹo em hoài à, em lớn tuổi rồi nhưng chưa ai dòm ngó vì người ta chê em xấu và nghèo chị ơi. Bậy không à, cô xinh đẹp lắm đó. Khù ngó qua Thường, con nhỏ đẹp thiệt chứ bộ.
cái xóm của cụ chưa có ai qua được đâu. Con khờ thì nhậm mẹ gì với thường. Có điều, hồi nào tới bây giờ chàng ý toàn là thấy con gái có cái lúm đồng tiền ngay giữa gò má. Còn con nhỏ này, lúm đồng tiền của nó ngay cái khóe miệng mới kỳ cục hơn người ta chứ. Nhưng mà dù vậy cũng không làm cho nó bớt đẹp. Cụ chịu con này rồi đó đa. Mà không biết nó có chê gì mình hôn nữa. Chưa nói cưới về nó y chang con khờ, đòi con hoài cái chết cha thằng bưởi luôn à. Khu tức cái bầu diều sao đâu á, không biết bằng cách nào cho vợ có bầu được. Hôm rồi nghe người ta nói cứ ăn nằm với vợ là tự nhiên nó có bầu à. Kỳ này mà cưới được con thường gì á, nó nhất định ăn nằm không lỗi một đêm. Ăn ngoài bàn không đủ, nó đem vô mùng vừa nằm vừa ăn luôn. Khu nghe người ta nói hoài về cái vụ mần ăn cho con gái nó có bầu, nhưng giới khờ chàng y chưa có mần lần nào. Vì nằm cạnh khờ, chàng y không có hứng thú. Biết đâu, vì nằm chung với con này, khù lại nổi hứng lên nó thì sao? Trong bụng thì mê rồi đó, mà không biết nói sao cho con nhỏ đó chịu nữa. Không lẽ ừa đại thì mắc cỡ chết mẹ luôn à. Phải khi con mẹ năm rồi đó, nói thêm vài câu nữa dùm chàng y thì đỡ quá xá mạng luôn còn gì. Đằng này, con mẹ cứ dòm hai đứa rồi tủm tỉm cười hoài, thấy mà mắc nổi cái bầu diều à. Hay là mình làm thinh rồi dìa nói với tía kệ người đi cưới con thường ta. Chà chà, dìa nói vụ này với tía ổng mê cho mà coi à. Đang suy nghĩ lung tung, bỗng có tiếng chó sủa sùm ở ngoài cửa. Thấy có hai ba người đi vô, thường vội vã một tay bưng cái thúng gà, tay kia ôm con gà mái mẹ, gật đầu chào chị Năm, cất giọng ngọt xớt. Dạ thôi, em về trước nha chị Năm. Một lát em đem qua trả cái thúng rồi đưa tiền chị luôn. Chị Năm gật đầu khoát khoát tay. Được rồi mà, về đi, nhớ suy nghĩ cái vụ chị nói hồi nãy nha. Thường đưa mắt nhìn khù rồi cười với chàng ị một cái. Mặt chàng ị đơ ra, nhìn ngu ơi là ngu. Chị Năm vỗ vai khù. Thấy sao, dễ thương không? Khù hồi hộp nhìn theo dáng của Thường. Không biết nó có chịu thôi không à ngang. Chú vừa nói chứ chú hai, kệ người tới nói chuyện đi. Hãy chú ưng thì lát nó qua nè, tôi nói trước giùm cho. Cụ xề xề tới lui, không có dám hứa gì mắc cỡ. Một hồi chàng ỷ nói. À, chị khoan đưa tiền cho tôi đi. Để mai mốt tôi có cớ tôi vô nữa. Nếu chị mừng mai mà thành thì tôi bo cho chị 400 ngàn để chị mua đầu heo luôn. Chị Năm cười ngất ngư. Trời đất ơi, thôi đừng cố nội ơi. Muốn vô chơi hồi nào thì vô, chứ phải đi đòi nợ mới vô được ha. Tiền thiếu lâu rồi, tại tôi không có dịp ra dòng, nên chưa có gửi trả chú. Hôm bữa gặp chú Út Trình ở ngoài đường, tôi không có mang tiền theo, nên mới nhắn chỉ kêu chú vô lấy đó. Sẵn tiện nói với chú cái vụ này luôn. Nói xong, chị Năm móc túi, xỉa 400 ngàn đưa cho khù. Thấy khách đã vô tới sân, chị đon đả chào mừng, rồi dỗ dai khù. Vô chơi chợ anh Năm gì không? Khù lật đật nhét tiền vô túi quần rồi lắc đầu lia lịa. Thôi, tôi dìa. Dìa nói với tía tôi ngang chị Năm. Ủa mà sao chị bán nguyên bầy gà mới nở cho nó vậy? Thì nhiều con ấp lắm. Nở ra nuôi đâu có xiết đâu. Bán gà con thì phải cho mượn gà mẹ nửa tháng cho nó ủ ấm con rồi mới bắt dìa. Ở đây tôi toàn là bán vậy không à. Mấy chục con gà mái đẻ mà ấp để nuôi hết cho ăn gạo lúa cũng mạc à. Nhiều gà kẹt kẹt á mần thịt ăn đã hen. Nhà tôi không có nuôi một con. Nó ra giòn bươi á phá. Tía tôi chọi cũng chết hết à. Chị Năm cười ý nhị. Nửa cưới con thường gì á thì rào lại cho nó một khúc để nó nuôi. Con này nó mê nuôi gà lắm. Nó gầy cả đống gà giò ở bển đó. Cô còn muốn nói chuyện về thường chút nữa. Nhưng ngó bộ chị Năm cũng muốn tiếp khách nên luyến tiếc ra về. Quên cha cái vụ tiêu đời tao rồi hồi nãy. Tự nhiên khù thấy trong bụng vui kỳ kỳ. Ra tới đầu ngõ, chàng ý gặp Út Thôi ở gần nhà. Khù nghĩ thầm trong bụng. Hà mình nói chuyện với cha nội Thôi này đi. Về tới nhà luôn để thường thôi, mà không phải sợ ai chen vô nữa. Thường thôi, cho nhẹ cái vụ tiêu đời tao rồi, có lý à ngàn. Thấy mình thông minh quá, khù chơi liền. Đi đâu trong này vậy Út Thôi? Út Thôi quay lại thấy khù hơi ngạc nhiên vì tay này ít khi chủ động bắt chuyện với ai hết.
Ai mà hỏi hắn khi hắn vui á, còn đỡ, mà hễ lúc y quạo á, thì trả lời như cái dùi đục chấm nước mắm vậy đó, mặn chát, khó nghe trời thần luôn. Út thôi cỡ trương bạn với Khù, nên cũng vui vẻ bắt chuyện. Dâu dì Bảy mua dầu dừa, dì cho con vợ ta nó sức vô tóc á, láng lình chơi. Láng in rồi cái trứng chí nó nú u, bóng mộng à, nó nở bầy bầy ở trên á, thà hồ cắn cho tróc da đầu luôn. Nói nghe ghê vậy mày, thời buổi bây giờ ai còn có chí nữa mày ơi. Chứ thời buổi bây giờ ai mà sức dầu dừa cho nội. Sức cho nó bóng, xôn chuột á, dễ chảy á, chứ không đâu mà ngồi chảy đầu cả buổi mày ơi. Có khi gấp đưa cái bàn chải cha mẹ sắm á, lên quào vài cái là láng o. Bàn chải nào cha mẹ sắm ông cô? Thì hai bàn tay đó, dùng mấy ngón tay quọt quào vài cái á, mướt mượt à, khỏi khải chải luôn. Không phải mới sanh ra, cha mẹ sắm cho mình hai cái bàn chải xài hoài không mòn ha. Khù khoái chí cười hía hía. Phải hen, vậy mà tôi không biết ta. Tôi nào giờ xài cái bàn chải cha mẹ sắm mấy chục năm luôn mà không biết ta ơi. Hai người nói chuyện bá láp như vậy rồi cũng về tới nhà. Nhờ đó Khù thấy đường bớt xa hơn. Về nhà không có thấy chú Hai, Khù réo sùm. Nghe tiếng chú trả lời ở bên nhà cô Năm, chàng nghĩ ban qua liền. Thấy chú Hai đang ngồi uống trà với Dượng Năm, Khù phan ngang. Tía tối ngày ở nhà cô Năm hoài ta, không có nhà cô Năm chắc kiếm tía chắc chết chàng bởi luôn quá. Kiếm tao chị mày, lấy tiền được không? Sao không? Có điều hồi nãy chưa tới nhà chị Năm là tôi gặp cô Hồn cắt đảng không à. Tưởng tàn đời thằng Khù rồi chứ. May mà nhờ thần độ mạng nên mới vừa tới nhà đây nè. Mày nói khùng cái gì liếu nhíu vậy Khù? Khùng gì mà khùng. Mới bước ra cái gặp cha Ba Tiêu hỏi đi đâu vậy? Xong cái gặp mẹ Tư Đời cũng hỏi đi đâu vậy? Gần tới nhà chị Năm cái gặp cha cố hai tao cũng đi đâu vậy? Mắc mệt cái bầu diều à. Đi đâu mà kệ cha người ta. Hỏi chi mà hỏi. Ba người họ gộp lại là Tiêu Đời tao. Thế mà vô nhà gặp cha nội rồi nữa là xong. Tôi quay ra định gì. Ai về bà Năm bà kêu giật ngược lại. Thôi chết cha bữa rồi. Phen này Tiêu Đời tao rồi. Rầu một cái nghe. May sao gặp nhỏ Thường ở trỏng. Dìa lại gặp Út thôi. Vậy là Thường thôi. Thường thôi là không có gì. Đỡ quá đỡ luôn à. Chú Hai nhìn Dượng Năm cười cười lắc đầu. Mắc mệt không Dượng Năm? Nó buồn thì tôi cũng rầu, mà nó vui tôi cũng rầu, hết biết tính sao luôn à. Khù mặt mày hí hửng xề xề lại ngồi kế bên chú Hai. Nói tía với Dượng Năm nghe chuyện này hết buồn à. Chuyện gì nữa mày? Cưới vợ với tôi đi. Chú Hai trợn tròn mắt, còn Dượng Năm cười kha khả. Chấm con nhỏ nào rồi hả? Mọi lần kêu mày cưới vợ mày dễ đành đạch á, nay đổi ý vậy? Khù dĩnh cái mỏ lên nói trời. Phải duyên thì tới hà Dượng ơi. Ha. phải đúng. Ê, vậy nói cho tao với tía mày nghe coi, duyên này ở đâu tới vậy? Chị Năm rồi làm mai chứ đâu, làm mai cho con nhà ai? Khù nói tỉnh bơ. Con nhà ai á, tôi biết chết liền à. Nghe nói nhà con nhỏ này ở đâu dọn gì à, mua đất cất nhà đó. Anh chị em cả bầy có chồng có vợ ở riêng hết rồi. Nó chắc cũng nhỏ hơn tôi 5-7 tuổi gì đó. Đường ở chung với tía má nó và thằng Út chưa có vợ. Nó nuôi gà tàn tài luôn à. Tôi gặp nó rồi. Con nhỏ đó có hai cái đồng tiền ngay cái miệng. Trắng thì không trắng, mà đen cũng không có đen. Coi được đứa lắm. Chị Năm đòi mừng mai trước mặt tôi với nó luôn đó. Nó không có cự mà còn cười chúm chím với tôi nữa. Mới ghê chứ. Nhưng ưng cái bụng sao đâu luôn đó. Chú Hai lấy làm lạ. Cái thằng này không lẽ biết khoái con gái rồi hay sao ta? Nhưng mà tao hỏi mày nè. Cưới nói gì mày cũng biết cách làm cho nó có con với người ta hôn cái đã. Sợ ơi. Mệt cái bầu diều chứ tía quá à. Bây giờ tôi có kinh nghiệm rồi ngang ông. Cưới vợ dìa cứ ăn nằm với nó là được chứ gì. Vậy hồi trước mày có ăn nằm với con khờ không? Không ngờ à ngang. Nằm thì có nằm chứ không có ăn à. Vậy bây giờ cưới con này về mày ăn nó hả? Ăn luôn chứ làm sao? Chú Hai vẫn chưa hết hoài nghi, nhưng hai ông già đã hiểu lầm ý của Khù nên cũng an tâm. Kệ, sao cũng được, miệng nó chịu cưới vợ là họ mừng rồi.
Có điều không biết con người ta nghĩ sao về nó đây. Nhìn cái bộ hình của nó mắc ói mà con gái nào chịu được chứ. Chú hai hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn. Nhưng mà nói vậy thôi chứ có chịu mày hôn. Sao? Nó ham gần chết cha nó luôn chứ ở đó. Chị Năm nói nếu tôi ựa thì lát nữa nó qua trả cái thúng xã hội ý của nó. Hồi nói gì còn cười với tôi một cái nữa nghe ông. Chị Năm kêu tía vô gặp chị rồi nói chuyện mai mối gì đó. Mà mày xác định là cưới con này phải không? Trời đất ơi, hỏi cái gì mà hỏi quời à. Không chịu tôi nói với tía làm chi cho mệt cái bầu diều. Ừ, vậy mời tao vô nhà Năm rồi liền. Chiều vô luôn đi tía. Gấp dữ vậy mày, để từ từ chứ. Bà Năm bà đi mận mai tùm lum tà la, lỡ nó chịu mối nào trước rồi sao? Chứ không phải hồi nãy mày nói nó có duyên thì tới sao, mắc mệt cái bầu diều ngang. Nói xong chú Phật cười, khù khoái chí cười hía hía. Tía bắt trước tôi rồi nó ngang. Dựng Năm ghẹo. Coi bộ cái thằng này muốn vợ tới ra nước rồi đó anh hai à. Khù nhún vai cười đắc ý rồi đứng dậy kéo tay chú hai. Thường thôi, đi về ăn cơm tía ơi, đói bụng chết mẹ à. Ăn cơm với gì vậy tía? Cả bóng trứng kho tiêu, canh khoai từ. Dữ à, cái canh này chan vô cơm trân lù nuốt không kịp luôn à, ngon à ngang. Nghe tới cái bụng nó rung lên rồi nè, dì ăn cơm tía ơi. Bới đứa thằng Tô ngang tía, dọn bàn lũ khủa làm biến rửa chén. Chờ tôi cứ vợ về nó rửa rồi bậy nhiêu thì bậy. Chú hai nhìn Dượng Năm lắc đầu. Nó nói chuyện riết hết biết người lớn kẻ nhỏ gì ráo trọi à. Dẫn đi nói vợ mà ăn nói cái kiểu này chắc người ta đuổi gì không kịp à. Lụi hụi vậy thôi, mà thằng Khù á, nó cũng cưới được Thường à ngang. Khi nghe tin này, ai nấy đều té ngửa. Thường xinh đẹp duyên dáng, dễ coi, sao lại đi ưng cái thằng xấu quơ xấu quắc không có nghề ngỗng gì như Khù chứ. Đã vậy, còn có cái bệnh nói chuyện đâm trên dòm dưới, dòm tới dòm lui, chớ hề thấy một ưu điểm nào của chàng ị cả. Cho rằng, ông bà Tư Một, cha má của Thường, không có biết gì về chàng rể ba trợn của mình. Nhưng thử hỏi, một cô con gái như Thường khi gặp Khù lần đầu, rồi qua mấy lần tiếp xúc, không lẽ không thấy chàng ị nói chuyện không có giống người ta hay sao? Hay là cái miệng của vợ Năm rồi quá khéo, nói trắng ra đen, nói đen ra trắng, dễ ủi nên nhà ông Tư Một bị làm đưa con gái mình vô chỗ chết. Mà thôi, kệ hắn ta đi, vậy chứ con khờ cũng khùng bạc mạng, mà em giờ nó có chồng đàng hoàng có sao đâu. Chuyện đời mà, ai biết trước cái chữ ngờ chứ. Thiên hạ đồn thằng Khù bóng lại cái, chắc đồn bậy thôi. Bóng gì mà thấy con gái lại khoái và cưới nó về chứ. Đám cưới của thằng Khù cũng rình rang như lần đầu luôn nghe. Trước cái đám cưới hai ba bữa gì đó, thì vợ chồng khờ có về. Khờ nghe nói mừng ra mặt, giao con cho chồng, rồi chạy ù qua nhà chú hai liền à. Bên đó người ta chuẩn bị làm trạp cưới sùm. Khờ mới vừa thấy Khù, thì kéo tay lôi tuốt qua bên nhà cô Năm, mặt tươi cười xiết tay Khù. Chúc mừng anh nghe, còn mấy bữa nữa đám cưới mà không có hề rủ tôi một tiếng lấy lệ ha. Khù dùng dằn gỡ tay Khờ ra lầu bầu. Biết bà ở đâu mà rủ, mắc cười hôn. Anh nói với tía má tôi một tiếng tôi hay liền chứ gì. Tự nhiên Khù thấy lúng túng trước Khờ. Vậy giờ dìa đi rồi tôi qua tôi mời. Ý, vậy đâu có được. Anh Dường nhà tôi còn phải đi làm nữa. Tôi cũng muốn ở lại coi cái mặt cô vợ của anh như sao. Không được ha. Bây giờ tôi cũng có bầu mấy tháng rồi. Không có phụ sự gì được cho anh đâu. Khù la lên. Trời mày ơi, có bầu nữa hả? Đẻ gì đẻ quờ vậy má? Trời ơi, hai đứa con là bình thường thôi. Tôi mà đẻ được nhiều má chồng tôi còn khoái nữa à. Anh cưới vợ dìa lần này ráng cho nó đẻ ít nhất một đứa nghe không? Biết rồi má, cưới về ăn nằm thường xuyên là có con chứ gì. Mắc cười không? Nói quời à. Phải đó. Rồi Khờ móc túi ra đưa cho Khù cái bao thư dày cộm. Tôi không ở lại đi đám cưới anh được, nhưng tôi có chút tiền để dành nè. Tôi đưa hết cho anh, đặng mừng đám cưới anh đó. Muốn mua gì thì mua. Khù hững hờ. Nhiều ở trỏng vậy? 3 triệu đó. Dữ không? Đưa tôi hết rồi bà lấy về bà xài. Thì tôi cũng đâu có xài gì đâu. Má tôi cho tiền tôi hoài à. Anh cất đi. Với lợi, đừng có nói cho ai nghe ha. Tôi còn không có nói với anh Dường đâu.
Mất tiền thằng chả biết rồi sao? Anh đâu có biết tôi có bao nhiêu tiền. Mà thôi, anh cất đi. Giờ tôi về à. Khu cầm cái bao thư không nói tiếng nào, nhưng trong bụng bần thần dữ lắm. Khờ vừa quay lưng thì chàng Ý kêu giật lại. Khờ! Khờ quay sang nhìn, Khu ấp úng. Sao bà tốt với tôi dữ vậy? Tại tôi thương anh. Thương tôi sao có chồng khác? Có chồng rồi mà thương gì nữa? Bậy à, thương chồng khác chứ thương anh à nghe. Thương anh là tội nghiệp cho anh ở một mình. Bây giờ anh có người ở chung rồi tôi cũng bớt lo. Mắc gì lo? Thôi, hỏi dần lân à, mắc mệt cái bầu dìu quá à nghe. Nói nghe nè, khờ. Nói đi. Mời mốt, tôi không có kêu khờ bằng con họng răng nữa. Khờ cũng đừng có kêu tôi bằng thằng bầu dìu nữa nghe. Tại anh kêu tôi trước mà. Giờ tôi không kêu nữa. Anh không kêu nữa thì tôi cũng không kêu nữa. Thiệt ra tại anh kêu trước, tôi mới kêu chứ. Nào giờ tôi tàn là kêu anh bằng anh khù đàng hoàng chứ bộ. Nói nghe, mười mốt có vợ rồi á, tốt với người ta chút nha ông cố. Đừng có mà nạt nộ, chửi lộn ngày tám giác như tôi với ông không được đâu à. Biết rồi, nói quời à. Thôi, tôi về nghe. Về cho con bú đi. Con tôi thì bự chán rồi, bú gì nữa mà bú. Với lại tôi có thai rồi, sữa bây giờ là máu không đó, con đít bú không có tốt đâu. Khù rùng mình, nghe máu mắc ớn à, con đít bú không tốt, vậy cho thằng chồng có khờ bú tốt lắm à. Nói xàm nữa, tôi gì à. Nè, cho 3 triệu này thiệt luôn đó hả? Thiệt. Vậy tôi cất hoài không có lấy ra. Anh mừng cái gì thì tùy anh, tôi tặng quà đám cưới cho anh mà. Khờ quay lưng bước được vài bước, thì khù kêu nữa. Kỳ này đẻ con gái ngang khờ, hổm đẻ con trai rồi, đứa con trai đứa con gái mới được ngang khờ. Khờ quay lại cười chúm chím. Con gì vợ chồng tôi cũng khoái hết đó. Nè, anh đi mua cái áo sơ mi trắng tươi, bận rứt dâu cho nó sáng láng cái coi, gì mà dòm cũ xì à. Khờ đi rồi, cụ bâng khuâng trong bụng hết biết. Mình sắp cưới vợ, mà cái con nhỏ này nó làm gì vậy ta? Tự nhiên buồn quá trời quá đất vậy à. Nó tốt với mình kỳ cục ha. Không lẽ sanh xong rồi cái thay da đổi thịt, thay máu huyết cho nên nó hết khùng rồi hay sao? Mà hết khùng á, sao có bao nhiêu tiền cho mình hết trội vậy cả? Mà tại sao mình lại ngửa tay nhận tiền của nó ngon ơ mà không mắc cỡ gì hết trơn vậy ta? Rồi nó có coi thường mình không? Con nhỏ này nó nhiều chuyện xé bè à, dễ gì mà không nói sùm ra chứ. Mà hình như hồi nãy nó dặn mình đừng có nói với ai, nó cũng không có nói với chồng của nó nữa. Mà nói ra người ta cười nó chứ tốt lạnh gì mà khoe. Cái con một họng răng, mà không phải, hứa chứ nó là không có kêu một họng răng nữa mà. Cái con khờ này nó mần cho mình suy nghĩ muốn nát cái đầu luôn á ta ơi. Chuẩn bị 3 ngày thì cũng rước được dâu dìa. Công nhận, thường là cô dâu đẹp ác liệt luôn đó nghe. Đi bên cạnh khù một trời một vực luôn. Trai tráng trong xóm chắc lưỡi hít hà. Sao mà cái thằng khù nó lại cưới được con nhỏ này? Nhìn không có ra dáng vẻ gì ba trời ba trợn như nó. Nhất là khi rước dâu dìa. Chiều lại, thường phụ cô Năm và hàng xóm chùi nồi ơ son chảo. Cùng cách nói chuyện và hành xử của thường khiến người ta đánh giá cô là con nhà đàng hoàng có giáo dục. Vậy mà nghĩ sao ông bà Tư Một lại gả cô cho thằng khù chứ? Mà coi bộ cái con thường này cũng vui vẻ chấp nhận, không có chê bai chồng là sao, kỳ vậy ta. Chiều tối, cô Dượng Năm ăn cơm chung với gia đình chú Hai. Mấy đứa con của cô đi làm xa cũng về mừng đám cưới khù xong rồi cũng đi. Cô Năm theo dõi nhất cử nhất động của thường, thấy rõ ràng thường là một đứa con gái bình thường, biết sống và cư xử, chứ không phải như khờ trước đây, thì trong bụng có cảm tình và tội nghiệp. Khù có vợ đẹp, ai cũng khen thì khoái lắm. Nhưng sao mà chàng Ý cứ nhớ về khờ hoài, nhớ cử chỉ ân cần dặn dò, và nhất là dám dúi cái bao thơ vô tay chàng Ý. Ai mà có bao nhiêu tiền đều đưa ra mừng đám cưới hết như khờ hôn. Thường dọn cơm lên bàn, rồi mời tía và cô Dưỡng Năm ngồi vô ăn. Sau đó cô nhìn Khù nhẹ nhàng. Ăn cơm anh. Khù giật mình. Má ơi, con khờ hồi về đây ở chớ hề nói một tiếng ngọt ngào với chàng Ý ra làm sao à. Đêm tân hôn á, có cái vụ không có làm gì mà nó hét muốn sập nhà luôn à. Còn cái con vợ mới này á, thì dù cặp mắt có hơi buồn
nhưng mặt mày hồi nào cũng tươi rói à, nói chuyện với chàng ỷ ngọt liềm liệm luôn. Người ta nói cưới vợ mà mặt mày hớn hở là phúc đức ba đời, cái gì mà dượng phu ít tử gì đó. Thôi rồi, tối nay nhất định nó phải ăn nằm với Thường một trận ra trò mới được. Buổi tối, Thường đi vòng vòng nhà để đóng các cửa, cô nắm tay Khù. Anh chỉ cho em các cửa phải đóng một lần, mới mốt tự em làm không có phiền anh nữa. Mèn ơi, Khù nó muốn xưng anh với Thường hết sức, nhưng mắc cỡ không nói ra được. Cái con khờ, ngay từ bữa đầu tiên nó đã kêu mình bằng mày rồi, chứ có đâu mà anh em như con Thường này. Chàng ỷ trung ở trong bụng, nhưng cuối cùng cũng mở lời. Thôi, chuyện này để làm cho, làm chuyện khác đi. Ngờ đâu Thường cười chúm chím trả lời. Chuyện nhà cửa bếp núc là của đàn bà, anh cứ phụ tía mà ngoài vòng là được rồi, trong nhà mọi chuyện giao cho em. Cực lắm à ngang. Trời ơi, nhà có ba người mà cực gì anh, không cưới em thì thôi, cưới em về thì em cũng phải đỡ đần công chuyện với anh chứ. Ta nói đừng có lo mà, cực bao nhiêu em cũng không có sợ, ở nhà cha má em còn cực hơn nữa, miễn anh thương em và đối xử tốt với em là được rồi. Thương mà, cũng đối xử tốt nữa. Trong bụng Khù nghĩ, hồi đó cái con khờ mà nói được như vậy thì hai đứa đâu có thôi nhau đâu. Chú hai ngồi ở nhà trên nghe cuộc đối đáp của vợ chồng Khù thì mát bụng hết sức. Chú cầu mong cho Khù sống lâu dài với Thường. Con nhỏ này rõ ràng khôn ngoan bình thường, chứ không hề có một chút xíu ba trợn gì cả. Không biết nó ở với thằng Khù lâu ngày phát hiện ra cái thằng này không giống người ta rồi có chán chê gì hơn nữa. Cái đêm động phòng cũng ngộ lắm nghe. Tối, hai đứa tắm rửa sạch cón thơm phức. Thường vô nằm phía trong, Khù thẩm thà thẩm thục một hồi, rồi nhẹ nhẹ nằm xuống kế bên. Chàng ỷ rụt rè, muốn ôm lấy thân thể của Thường lắm, mà không dám. Nhưng nhớ lại người lớn dặn, cưới vợ về thì phải ăn nằm mới có con. Nhưng nằm thì đã nằm rồi nè, còn ăn thì mới chịu đã quất cho một bụng rồi, giờ sao mà ăn nổi nữa. Thôi kệ đi, dù sao thì cũng còn nhiều ngày. Nay mới bữa đầu tiên mình chỉ nằm chứ khoan ăn cái đã. Mời rồi tính nữa. Rút kinh nghiệm, ngày mới dặn nó ăn lưng lưng cái bầu diều thôi. Vợ thì Khù biết cái bầu diều nằm ở đâu trong người và giá trị sử dụng của nó rồi. Suy nghĩ chín chắn rồi, Khù bạo gan ôm lấy Thường. Nói mà né cái miệng ra sợ mùi trong miệng của mình bay ra thúi ình. Rồi Thường nó chê nữa. Này mới đám cưới gì còn mệt quá, vợ chồng mình thì phải ăn nằm với nhau, nhưng bây giờ mình chỉ nằm thôi hén vợ, mai mốt thì mình ăn. Thường lại nghĩ Khù kêu mình không có làm chuyện vợ chồng đêm nay mà để dành lại hôm sau, nên vui vẻ gật đầu. Vợ chồng mà anh, đâu phải chuyện một ngày một bữa đâu, mới vừa đám xong đứa nào cũng mệt, thôi mình ngủ một giấc cho khỏe nha anh. Mèn ơi, cái con nhỏ biết điều hết sức luôn ta. Chứ ai như con quỷ khờ đòi mận cái gì hoài à. Mận gì ai biết mận gì. Mà mình mấy con nhỏ này sao mà nó mắc rưỡi vậy ta ơi. Thơm phức luôn à. Nó tắm bằng xà bông gì vậy ta hen. Để rình rình coi nó để ở đâu cho một miếng cho mình mấy thơm tho. Mời mới dám ôm nó cứng ngắc được chứ. Tội nghiệp Khù. Ôm Thường trong tay khoái ở trong bụng hết biết. Mà chẳng dám sờ mó gì ráo. Cái cằm luôn nằm ở trên tóc của Thường. Chứ không có dám thấp xuống, sợ Thường chê mình cái miệng thúi. Mẹ bà đó, ngày mơi mình phải đánh răng ngày tám giác mới được. Thường rút vô nách Khù một hồi rồi ngủ khò. Khù cười khoái chí. Cũng may là mình không có bị viêm cánh như con khờ, nên nhỏ này rút ở trọng ngủ cũng không có sao. Chà, vậy là từ nay mình đã có vợ rồi, có người nấu cơm ăn rồi, phẻ phẻ trong mình, chắc đi leo dừa để có tiền cho vợ mua lúa thóc, cho vợ nuôi gà luôn đó. Ai kêu thằng Khù này có vợ đẹp mần chi. Khù sướng ở trong bụng giữ thần, rồi cũng làm một giấc tới sáng. Chàng ỷ tỉnh dậy, thấy Thường đang dọn dẹp nhà cửa láng o, cơm nước cũng đã nấu xong rồi. Hôm nay chú hai cũng khỏi dậy sớm nấu nước pha trà nữa. Một tay Thường làm hết. Khù vui trong bụng kỳ cục luôn. Bèn phụ vợ dọn chén bày cơm. Chàng ỷ chỉ cần ngó qua là biết tía mình vừa bụng con dâu lắm rồi. Một lát sau,
Chú Hai đưa tiền kêu Thường đi chợ mua đồ ăn cơm. Thường không nhận mà nói vậy. À, con cũng có chút tiền riêng mà cũng không có xài gì. Tiếc cất đi, khi nào hết đó con xin. Không được, tiền riêng của con mang về thì cứ để dành đó, có hữu sự thì xài. Tiền chợ mỗi ngày tía lo được mà. Khù nghe như vậy cũng rộn ràng ké vô. Tiền riêng chồng cũng có này vợ, để chồng đưa cho vợ ngang. Thường lắc đầu cười tủm tỉm với Khù. Thôi chồng cất đi, chừng nào hết với vợ xin. Nói rồi không để cho con Khù phản ứng, Thường xách cái giỏ lấy xe đạp của chú Hai đi chợ. Thường đi chợ rồi chú Hai nói với Khù. Con nhỏ này tao coi bộ được à mày, nói năng nhỏ nhẹ đàng hoàng, mày ráng sống tốt với nó nghe chưa? Biết rồi mà, con nhỏ này là do tôi cưới chứ đâu phải tía biểu. Tôi coi kỳ coi dãy còn kỹ hơn ông nữa. Ừ, thì mày giỏi, mà tao hỏi thiệt nghe, tối ngủ có đụng chạm gì nó không? Khù hất mặt lên chảnh chó. Sao không? Ôm cứng ngắc luôn à, mà mình mấy nó thơm phức chứ không phải như con khờ đâu nghe ông. Nữa, cũng nhắc con khờ nữa, nó có chồng có con rồi, bỏ qua đi mày ơi. Đang tí tửng, Khù chợt buồn, giọng nói vốn đã ngang ngang, bây giờ lại muốn chìm liễm. Chàng ị tâm sự với tía của mình. Tía biết không, trước đám cưới 3 ngày á, khờ nó dìa. Tao thấy nó qua kiếm mày rồi kéo vô nhà cô Năm nói chuyện gì đó hả? Nó dành dụm được 3 triệu, đưa cho tôi, nói mừng đám cưới. Ai mà đi đám cưới nhiều tiền dữ vậy chứ? Rồi mày có lấy không? Không lấy được với nó hả? Mà cầm tiền của nó sao tôi buồn, thương nó quá trời luôn ông ơi. Chú Hai vỗ nhẹ lên bàn, quắt mắt nhìn Khù. Lấy chi vậy hả? Cái thằng này, cầm tiền con gái không biết nhục hả? Nhục gì mà nhục? Nó nhét vô tay tôi rồi không cho tôi la lên, cái nó nói vài câu rồi bỏ gì à. Nó nói cái gì? Nó nói phải thương vợ, phải sống hạnh phúc, phải có con cho vui nhà vui cửa. Chú Hai ngẩn người ra. Cái con khờ này từ hồi nó có chồng thì hết khờ thiệt rồi chứ không phải chơi đâu. Nó tốt với thằng Khù nhà mình kỳ cục luôn á. Nó đối với thằng Khù như vậy, nói sao Khù không có động lòng. Mà động lòng làm chi nữa? Hai đứa nó là vô phương tái hợp rồi. Chỉ hy vọng sau này tụi nó làm bạn tốt với nhau thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, chú Hai ngoắt Khù lại gần kề tai hỏi nhỏ. Tía hỏi thiệt nha, và con cũng phải nói thiệt với tía à. Tối con nằm gần vợ, ôm nó mà có thấy nóng rang ở trong mình không? Trời ơi, nóng gì mà nóng, nó mát rượi hả? Không phải, ý tí nói là con có thấy ham muốn cái gì không? Cái thằng nhỏ con hay dùng để đái đó, nó có cương cứng lên không? Không mắc đái mà cương cứng cái gì tí. Vậy cái mày muốn ăn nó thì ăn kiểu nào? Thì tối đem khoai lang hay bắp luộc vô mồm, hai đứa người vừa ăn vừa nằm. Chú Hai thất kinh, vỗ tay xuống đùi cái bẹp rồi thất vọng lắc đầu. Tính như vậy sao được con ơi, nó bỏ mày nữa đó. Khù hết hồn. Vậy chứ ăn nằm là sao? Mày phải ôm nó, hung nó, sờ mó nó. Đến khi thằng nhỏ nó cương cứng thì tự nhiên mày biết phải làm cái gì, hiểu chưa? Hiểu rồi. Mấy ông ở quán cà phê cũng hay nói sùm như vậy, tôi nghe hoài riết quen. Nhưng chỉ một tháng là Thường phát hiện ra Khù không có khả năng đàn ông. Cô cũng không nói gì, không cho gia đình mình biết. Mặc dù Khù đặc biệt thương và luôn tỏ ra âu yếm với cô, nhưng Thường cũng nhận ra đầu óc của Khù không có bình thường. Trừ khi nói chuyện với cô, còn ngoài ra nói với ai anh ta cũng đều có thái độ bất hợp tác. Mở miệng ra là dễ khiến người đối phương bất bình. Thường cũng nhiều lần nhắc nhở Khù lắm. Nhất là cái vụ mở miệng ra là chết cha mày nghe bưởi. Khù vì sợ Thường bỏ mình nên chuyện gì Thường nói chàng ị đều nghe theo. Thường biết trước đây Khù có nghề leo dừa, nhưng bây giờ chú Hai không có cho đi leo nữa. Từ hồi cưới cô về, Khù rất muốn đi leo. Chàng ị nói muốn ra ngoài khoe vợ và có tiền xài lặt vặt, mua bánh cho vợ ăn. Nhưng vì cả cha và vợ phản đối nên chàng ị đành nghe lời. Lúc này Khù cũng không hay lui tới quán cà phê, vì sáng nào Thường cũng pha cho cha con mỗi người một ly. Không biết sao mà Thường pha cà phê ngon kỳ cục, ngon hơn ngoài quán thằng cu luôn. Chú Hai trước giờ ít khi uống cà phê, mà hơn tháng nay sáng nào cũng có riết
rồi mỗi sáng là trông chừng. Thiệt tình, chú hài lòng con dâu này quá đổi luôn á. Thấy hai đứa đề quề, không có cự cãi, chú tin chắc rằng thằng con khù của mình đã biết cách làm cho vợ nó có bầu rồi. Mấy hôm đầu, tối nào khù cũng đem khoai lang hay bắp vô mùng để ăn nằm với Thường. Nhưng hiểu ra rồi nên cười và âu yếm nói với khù. Không cần phải ăn nằm kiểu này. Vậy làm sao mình có con được? Thường mắc cười mà cũng thấy buồn buồn. Ngủ chung là cũng có con được, để rồi vợ sẽ sinh con cho chồng ngang. Khù mừng húm rồi bật dậy. Chồng khoái lắm đó, vợ đẻ ra bao nhiêu đứa chồng nuôi sạch bách như vợ nuôi gà vậy đó. Con thì khác gà, mình mần gà cho con ăn chứ không có mần con cho gà ăn, biết không? Trời ơi, cái vụ này chồng rành hơn vợ luôn à. Đám cưới được 3 tháng thì Thường có bầu. Khỏi nói chú hai và Khùng mừng như thế nào. Khù cưng vợ hết chỗ nói, chú hai không cho con dâu làm việc gì nặng. Chuyện chợ búa đều nhờ cô Năm, khoai lang thì kêu bạn hàng lại nhà cân. Thường chỉ có việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ cơm nước và cho đàn gà cô mang từ nhà mình về. Sống bên cạnh cha chồng hiểu chuyện và thằng chồng dù không có khôn ngoan lanh lợi như người ta, nhưng Thường cảm thấy mãn nguyện. Không một ai trừ cô biết vì sao mình lại chọn người chồng khù khờ, xấu xí, không có bình thường như vậy. Và vì sao khù không có khả năng đàn ông mà cô lại có thai thì cũng chỉ một mình cô biết. Cha má cô đông con, tình thương trang trải không có điều. Đứa con nào khá giả thì được trọng vọng tưng tiêu, đứa nào nghèo khó thì tới nhà hay bị dòm ngó. Lúc Thường hơn 20 tuổi, có quen với một thanh niên chung xóm nhà nghèo ở với má. Cha má cô chê người ta rậm rề, khiến anh ấy tự ái rời xa cô. Đến mấy năm sau, cô lại quen với người khác. Nhưng lúc đó, cha má cô đã tìm được mối gả cho cô nhà khá giả rồi. Thường nhất định không có ưng, thì ông bà áp lực với bạn trai cô, khiến anh ấy đành bỏ cô cưới dội vàng vợ khác. Do không ưng con trai của nhà khá giả kia, nên cô bị cha má chửi rủa và ghẻ lạnh. Từ đó, Thường lầm lũi sống trong nhà như một bóng ma. Đến khi thằng anh kế cô, từ trước tới bây giờ cha má cưng chiều vì nó làm ra tiền từ cưới vợ mà ông bà không có bỏ ra xu nào, bị nợ nần dây kín. Người ta lại tận nhà cha má cô đòi nợ búa xua, buộc ông bà phải bán nhà cho anh ta một số tiền rồi đùm túm dắt díu nhau về đây. Họ bỏ đi trước, chỉ để lại cho cô chờ xe tải tới đem tất cả vật dụng hàng ngày theo xài. Cái đám nợ ác ôn đó đã nhào tới cấu xé, cắn mổ tan tành đời con gái của Thường. Thường không nói cho bất kỳ một ai nghe. Cô âm thầm lặng lẽ chôn kín cái nỗi nhục bị giày xé thân xác đó. Nhưng ông trời cũng không cho cô yên. Hơn một tháng sau, ở tại nơi đây, cô phát hiện ra mình đã có thai. Cái thai không biết là của ai, vì ngày hôm đó cái chục thằng nó thay phiên hãm hiếp cô. Không có nỗi đau khổ nào hơn. Nói với ai để chia sẻ bây giờ, cha má cô có tin cô hay không? Nguyên nhân sự việc này đều là do thằng anh khốn kiếp của cô gây ra. Nhưng chắc chắn, cha má cô sẽ cho rằng cô đàn điếm mang thai với một trong những kẻ mà ông bà ngăn cấm. Thôi thì chờ dịp mà phá bỏ. Nhưng khiến chui cho cô gặp khù. Qua thăm hỏi, Thường biết về khù nhiều hơn khù biết về cô. Vậy là mặc cho sự phản đối của cha má, cô nhất định lấy khù làm chồng, chấp nhận giam cuộc đời của mình vào một gã đàn ông không có tương lai. Thường đã quyết định rồi, dù người chồng đó là ai, khôn ngoan hay đần độn, cô cũng sẽ dùng hết tấm lòng của mình ra mà đối đãi với anh. Dù cha mẹ chồng khó khăn khắc nghiệt thế nào, miễn họ thương con thì cô cũng sẽ biết cách làm cho họ thương mình. Thường chán ngán cảnh sống trong gia đình mình lắm rồi. Địa ngục nơi đâu cũng không có đáng sợ bằng địa ngục tại nhà của mình, mà người cai ngục chính là cha mẹ không có một chút lòng bao dung với con gái. Về sống chung với khù thời gian qua, ban đầu Thường cũng muốn thú thật với anh là mình đã không còn trong trắng nữa, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Đến khi trôi qua một tháng, Thường biết rõ anh không thể có con được, nhưng bản thân lại không hề biết. Anh cứ nghĩ rằng
lấy vợ về cùng ăn cùng nằm là nhất định sẽ có con. Điều này ngoài cô ra chắc chắn kể cả chú hai cũng không rõ. Vậy thì cô sẽ cho anh đứa con. Đứa con này sẽ mang lại cho vợ chồng cô cuộc sống viên mãn và nhất định sẽ là niềm vui cho tía chồng cô an ủi tuổi già. Cô không cảm thấy xấu hổ vì cô không có lường gạt anh. Bản thân cô cũng không biết ba đứa nhỏ là ai. Cái bào thai này cô đã định phá bỏ. Nhưng xem ra bây giờ nó hữu dụng với cả ba người. Nếu như không có nó, cô và Khù chỉ có danh nghĩa vợ chồng trên giấy mà thôi, chứ có chi đâu mà buộc ràng. Cô cũng đã ngoài 30 tuổi, Khù sắp sửa 40. Có con bây giờ là hơi muộn, nhưng không sao. Thường nhất định sẽ dạy con mình hiếu thảo với cha và ông nội. Bản thân cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà lo lắng cho cái gia đình này. Gia đình của cô. Nhìn kiểu ham con của Khù mà thương. Khờ gì đâu mà quá sức khờ luôn à. Nhưng ai đâu lại dạch hỏi cái chuyện giường chiếu của người khác. Chỉ thấy Khù tự hào vì mình đã sắp có con mà thôi. Thường cũng đang lo khi cô sanh là đám cưới với Khù chỉ mới có 7 tháng. Mà cái đủ ngày đủ tháng thì ăn nói làm sao. Nhưng kệ đi, tới đâu hay tới đó. Hiện tại cô có nhà của mình, có gia đình riêng của mình. Từ ngày cô lấy chồng tới bây giờ, cha má cô coi như là đồ bỏ đi. Một đứa con súc nôi từ thổ nhỏ. Tất nhiên, ông bà Tư Một không có chấp nhận đứa con rể khờ khạo như vậy. Ông bà biết rõ Thường muốn lấy chồng để có cớ rời khỏi gia đình. Mày muốn vậy thì tao sẽ cho mày như vậy thôi con à. Họ không cho Thường về nhà, cũng không cho con cái liên lạc gì với cô. Thường nghĩ càng tốt, như vậy cô mới một lòng một dạ lo cho gia đình chồng. Còn non một tháng nữa thì Thường sinh con. Thì lúc này Khờ cũng về nhà má của mình để sinh đứa con thứ hai. Lúc này là do cô xấu vào mùa chanh nên khó lòng chăm sóc cho con dâu được. Vậy là thím ba trước Khờ và đứa cháu ngoại 3 tuổi về nuôi đẻ. Nghe vợ Khù có thai, Khờ cũng vác cái bụng bầu vượt mặt qua thăm. Hai người phụ nữ cởi mở nói chuyện với nhau khi không có mặt hai đấng lang quân. Khờ nói trước. Anh Khù tốt với nhỏ không? Dạ, cũng được chị. Từ hồi em có bầu tới bây giờ, ảnh cưng lắm, không có cho em làm cái gì hết. Anh dượng nhà chị hồi đó tới bây giờ cũng vậy, hễ chị có bầu là không có cho mần cái gì hết à. Mà má ruột chị nói có bầu phải xốc giác mới sanh lẹ. Trời ơi, lần đầu tiên sanh chị sợ quá xá mạng luôn á. Lần này cũng ngán trân, mà có kinh nghiệm rồi nên bớt sợ. Nhỏ cũng vậy nghen, ráng sanh cho ảnh thằng con bự chảng, ảnh ham cho coi. Mà tía cũng mừng nữa. Thường rụt rè hỏi. Hồi đó chị với anh Khùng sao mà thôi nhau vậy? Khờ bật lên cười hía hía. Ta nói hồi đó còn nhỏ nên cái gì cũng ngu, chửi lộn bầm bầu à. Nhỏ coi đó, vợ chồng cái gì mà tàn nói chuyện mày tao, chửi lộn ngày tám giác. Biết nhau từ nhỏ đến lớn, chuyện xấu tốt gì cũng lôi ra chửi tan nát hết trọi mà. Nhưng mà khi thôi rồi á, thì coi nhau như bạn nên thương lắm nhân nhỏ. Hôm ảnh đám cưới á, chị không có gì được. Nhưng trước đó mấy ngày, chị có qua chúc mừng cho ảnh rồi. Nè, chị nói cho nghe nè. Gánh nhà anh Khù á, bà con dòng họ ảnh á, chỉ còn có cô Năm, nhà kế bên là em ruột tía thôi. Nên nhỏ gì ở đây khỏe lắm, không có lo có người dòm ngó xăm soi đâu. Gánh nhà chồng chị á, cũng vậy luôn. Hồi mới đám cưới gì, ai cũng sợ chị ba trợn. Nói chuyện ra người ta chê, trả gì, nên chị ém dữ lắm, không dám mở miệng luôn á. Nhưng ở lâu ngày rồi thì quen, mắt nói gì thì nói. Má chị nghe không những hổng rầy mà còn cười chết với chị luôn nữa đó chứ. Thường thấy thích Khờ ghê. Nghe cô Năm nói trước đây, hễ mỗi lần nhắc tới Khờ là Khù chửi dữ lắm. Con một họng răng này nọ, một họng răng này nọ kia. Nhưng từ khi có Thường gì ở chung, không thấy Khù chửi bới gì ráo á, cũng ít khi nhắc tới Khờ. Thường mỉm cười một mình. Hay là vì ảnh thương mình nên quên chị Khờ thì cũng nên. Chiều Khù và chú hai về, nghe Thường kể lại Khờ có ghé chơi. Chú hai băn khoăn, còn Khù nói dửng dưng. Vậy hả? Chú hai tra hỏi Thường. Có ghé chơi hay có chuyện gì không con? Ghé chơi thôi tía. Chỉ kêu con sanh cho anh Khù một thằng con trai. Ảnh mừng lắm, mà tía cũng vui nữa. Chú hai chớp mắt cảm động,
Con Khu cười hề hề. Con nhỏ đó lúc nãy tự nhiên tốt ngang xương à. Chỉ dễ thương mà chồng. Bây giờ mới dễ thương, chứ có hồi đó gặp mặt là mắc cái giác đá chọi nó à. Thường gặp người xuống cười. Lãng không? Thôi chuyện qua rồi bỏ qua luôn đi chồng ơi. Cầu mau làm chi mà. Cô cười hía hía nữa. Hết cầu mau lâu rồi. Vợ sanh con cho chồng, chồng vui là hết cầu mau với ai luôn đó. Tự nhiên Thường thấy buồn và thương Khù kỳ cục. Thanh niên mà không biết gì đến cái chuyện ái ân, lại cứ ăn nằm với đàn bà là sẽ có con. Anh tốt như vậy, cô cũng không có thể gạt anh cả đời được. Cô cũng sẽ sống trung thành với anh mãi mãi, không nghĩ gì đến chuyện đòi hỏi xác thịt theo nhu cầu của đàn bà. Anh hy sinh lo cho con của cô, dù là trong vô thức, thì cô cũng phải hy sinh thanh xuân của mình để lo lắng cho nửa đời sau của cha con anh là được. Một cuộc trao đổi công bằng không có thiệt thòi cho ai. Tuy nhiên, cô cũng thật lòng cảm ơn anh và tía đã đùm bọc cô, đã cho cô cái quyền làm chủ căn nhà này. Thường tính mình sắp đến ngày sinh rồi, nhưng đám cưới chỉ có mấy tháng. Bên kia Khờ đã sanh được một bé gái. Ở bệnh viện 3 ngày thì rước về. Thường muốn đi thăm lắm, nhưng không hiểu sao, độ 1 tuần nay, 2 bàn chân của cô sưng húp. Cô Nam nói đây là hiện tượng phù, báo hiệu sự thủng thai. Thường nghe nói thì hoảng kinh. Lật đật thưa với cha chồng là đi Honda ôm ra bệnh viện khám. Chú Hai nói để nhờ cô Nam đi theo, nhưng Thường sợ cô Nam phát hiện ra thai đủ tháng thì rắc rối nên nói: Tía để con đi trước, lát kêu anh Khù ra coi làm sao. Nếu con phải nhập viện thì nói cô Nam xách quần áo con đã soạn sẵn ra giùm con, còn nếu bình thường thì con gì à? Chờ thằng Khù đi với con. Ảnh không có biết chạy xe đạp sao chở con được, lát ảnh ra sao tía à, chắc cũng không có gì đâu. Rất may là Thường ra kịp thời. Bác sĩ lập tức mổ lấy thai ngay, bởi vì chậm vài tiếng thai sẽ chết lưu ở trong bụng mẹ. Đem thằng bé ra ngoài rồi, người ta mới đặt nó vào lồng kính hô hấp. Cuối cùng, đứa bé 3 ký đã được cứu sống. Khi cô Năm và Khù tới, thì bác sĩ đã giải quyết xong tất cả. Cô Năm ngồi lại chăm sóc cho Thường, Khù thì lính quýnh như gà mắc đẻ, chạy tới ngó con ở trong phòng kính, chạy lui ngó vợ nằm mệt mỏi bơ phờ. Khù thương vợ không biết để đâu cho hết, mặc kệ người ta nói lén sau lưng là cái thằng coi mắt ói mà con vợ đẹp quá xá. Chàng nghĩ không có những không giận mà còn thấy hãnh diện, nhất là cái câu bà nọ nói: Cặp đổ lệch này coi vậy mà hạnh phúc à, nhìn cái kiểu nó đối xử với nhau kìa, có khi thằng nọ có ưu điểm gì khiến con vợ nó mới thương như vậy chứ. Khù khoái rơn trong bụng. Nói về ưu điểm thì chàng ỷ biết bao nhiêu là ưu điểm. Nói không phải khoe khoang chứ, làm vợ chàng ỷ được cưng nhất cái xã này. Hồi đó Khù bạc bẽo với Khờ bao nhiêu thì bây giờ Khù cưng chiều Thường bấy nhiêu, vậy thì đòi hỏi cái gì nữa chứ. Thằng nhỏ là thai phù thủng nên phải ở lồng kính cả tháng. Còn Thường cũng là sản phụ thủng thai nên toàn thân còn phù cứng chưa có sộp xuống, nên cũng ở lại bệnh viện. Chỉ đi tới đi lui nhìn con chứ không được ẵm bồng. Cô Năm về lo chuyện nhà, Khù ở lại bệnh viện với vợ. Khi thằng bé đỡ rồi thì được đưa ra ngoài nằm cạnh mẹ, nhưng Thường đã mất sữa hoàn toàn. Cô vẫn chưa có xuất viện được. Các sản phụ nằm gần đó bàn với cô Năm là đưa đứa nhỏ về trước để cho bú sữa ngoài, chứ ở lại bệnh viện cũng không có tốt. Vì Khù biết chữ mà chữ không có biết Khù, nên chú Hai phải ra bệnh viện làm khai sanh cho cháu nội. Một phần là để tỏ ra quan tâm con dâu, chứ cả tháng nay chú cũng nóng ruột lắm. Khai sanh xong, chú về nhà bàn với cô Năm chuyện rước thằng nhỏ về nếu như mẹ nó vẫn còn ở bệnh viện lâu ngày. Ở nhà một mình, chú Hai cứ suy nghĩ mãi, muốn nhìn mặt thằng cháu nội coi nó có phải là con của Khù hay không. Mấy tháng nay, tự nhiên chú chợt nhớ ra hồi Khù đâu khoảng 10 tuổi. Trong một lần leo dừa, bị ông dừa chích một phát vô vai, nó hét lên rồi tuột thẳng o một cái từ trên ngọn xuống đất. Lúc đó, Khù mặc cái quần cục, máu từ bộ hạ tuôn ra ướt cả thân dừa.
đi bệnh viện điều trị cả tháng. Lúc đó thím hai còn nên đi nuôi nó. Nghe thím nói lại là bác sĩ chuẩn đoán Khô bị rách nát hai cái bầu dái, làm tổn thương tinh hoàn, chắc sau này khó có con. Bấy lâu nay tại sao chú lại quên cái chuyện này mới lạ chứ? Bây giờ thì Khô đã có con với Thường sau cái lần bất lực với Khờ. Chú tự nhiên sinh ra hoài nghi. Nhưng nói gì thì nói, hơn nửa năm nay về làm dâu nhà này, chú ít nhiều biết về Thường. Đó là một cô gái ngoan, chăm chỉ, có trách nhiệm. Thường sống tốt, không có điều gì để chê trách. Giữa cô và gia đình ruột chắc là có vấn đề gì đó, nên chú không nghe Thường nhắc nhở, cũng không có xin phép về nhà thăm. Thường ngọt ngào ân cần với chồng, chu đáo với cha chồng, lễ phép kính trọng cô dượng năm. Đúng là đứa con gái ngoan. Có thể chính vì vậy mà khởi động lại cái nam tính của Khù để nó thành một thằng đàn ông thật thụ, sinh con đẻ cái như người ta. Chú cũng nhận ra từ lúc cưới Thường về, Khù có những thay đổi tiến bộ, không có nhảm nhí như trước, và nhất là câu cửa miệng chết cha mày chưa bưởi, thì thật sự chấm dứt rồi. Thôi, có dâu có cháu nội rồi, bận tâm suy nghĩ làm chi nữa. Thằng Khù mặc dù có khờ khạo ra sao cũng biết chuyện giữa trai gái muốn có con phải làm như thế nào. Hơn nữa, thằng này ba qua số một, giả lại coi cái kiểu ham con của nó thì chắc chắn nó là cha thằng nhỏ 100% rồi. Mình là người lớn, đừng có gieo vào lòng sự nghi ngờ không cần thiết có thể phá hoại hạnh phúc của con, bỏ qua. Khờ nghe chuyện của Thường, bàn với chồng xong, hai đứa xuống nhà của chú hai, gặp cô Năm và chú. Dường trình bày: vợ chồng con á biết chuyện thằng nhỏ rồi, vợ con mới sanh hơn một tháng, sữa con bé bú không có hết. Hổng ấy chú rước thằng con của anh Khù dìa, nó cho bú dặm rồi tập cho nó bú bình thêm, chờ mẹ nó khỏe dìa rồi hả đem nó dìa, chứ bây giờ để về nhà chú thì chú nuôi cũng vất vả à. Chú hai bất ngờ kêu lên: làm vậy coi gì được bấy. Coi được mà chú, dù sao giữa Lụ và anh Khù cũng có tình bạn từ nhỏ tới lớn, lại từng là vợ chồng, giúp nhau khi hoạn nạn mới quý chứ chú à. Vậy bay ra ngoài bệnh viện bàn với con Thường thử coi nó tính làm sao. Thì con ghé nói trước với chú thôi, lát vợ chồng con ra ngoài sẵn đón bé về luôn. Mà đặt tên cho nó chưa vậy chú? Đặt rồi, chú đặt tên nó là Quan Hỷ. Khờ bụm miệng cười liếc liếc cô Năm. Nghe cái tên giống hỉ mũi quá à, tía đặt tên gì kỳ. Rồi vợ chồng Khờ ra bệnh viện gặp vợ chồng Khù. Khù thoáng bối rối, nhưng nhìn thấy độ tỉnh bơ của Khờ nên chàng ị cũng đỡ lo. Thường đon đả chào hỏi. Khờ ngồi xuống cạnh bên Thường ra vẻ đàn chị. Tự nhiên cái sao mà bị bệnh gì kỳ vậy? Tại ăn mặn quá nên nó sưng hả? Thường cười: em cũng không có biết sao nữa chị à. Sanh non phải không? Vậy đứa nhỏ trọng không? 3 ký á chị. Mèn ơi, phải đủ tán chắc rặn ỉa trong quần luôn á. Em sanh mổ đó chị à. Vậy hả? Trời ơi, nghe sao thấy ghê vậy? Giờ còn đau không? Hết rồi chị. Bác sĩ chích thuốc tê nên mổ mình không có hay đau. Xong xuôi rồi hết thuốc tê mới đau, nhưng không đau bằng đau đẻ đâu. Hỏi thăm xong rồi, Khờ mới nắm tay Thường ân cần. Anh chỉ tới để rước thằng nhỏ về nuôi giùm vợ chồng của em. Chờ chừng nào em thiệt mạnh rồi đem về. Chị có con nhỏ sữa nhiều lắm. Thằng Quan Hỷ này mới chưa đầy tháng, bú móm còn yếu, mà cho nó bú bình hoài sợ suy dinh dưỡng vì nó sinh non nữa. Giao cho chị đi. Hồi nãy chị có ghé nói chuyện với tía rồi. Chị còn ở lại đây 1 tháng nữa cho cứng cáp mới về Vĩnh Long. Em yên tâm đi, giao Quan Hỷ cho chị nuôi sổ sữa mập ú cho luôn. Thường cảm động siết tay Khờ thật chặt. Cảm ơn chị, nhưng như vậy thì phiền chị lắm. Phiền gì mà phiền, nhà chị có má, có em dâu chị phụ nữa, chị thấy được mới kêu chứ. Trong phòng xanh, ai cũng khuyên Thường nghe lời Khờ. Khù đứng như trời trồng, cảm động không nói nên lời. Công nhận cái con nhỏ này nó tốt với mình kỳ cục luôn ta ơi. Một lát sau, Dường và Thường đi làm thủ tục đưa đứa bé về. Bồng Quan Hỷ trên tay, Khờ nghênh mặt nói với Khù.
Mời mốt á, ông phải dạy con ông kêu tôi bằng má nuôi đó nghe không? Nhớ ở đây chăm sóc vợ cho đàng hoàng, khỏe mạnh, rồi rước gì à? Hai vợ chồng tới ẩm con gì à? Chứ một người là tôi không có trả con cho đâu nghe. Thôi được rồi, nhìn cái bản mặt ông á cảm động á sắp khóc á, tôi muốn chửi ông cũng không có nở à. Không phải tôi tốt với ông đâu, là anh Dương của tôi tốt với ông đó. Tôi chỉ tốt với vợ ông thôi. Nghe nói cũng nhờ nhỏ thương này nè, mà lóng rầy ông không còn la làng chết cha mà chưa bưởi. Là tôi ưng cái bụng tôi rồi à. Khù nhếch môi cười lãng nhách. Bà tốt với ai thì tốt, bây giờ thì tôi hiểu bà lắm rồi. Tôi muốn làm bạn với bà suốt đời ngang, bà chịu không? Khờ nguýt Khù một cái trước khi ra khỏi phòng. Xá, cái đồ bầu chiều, chứ bây giờ không phải bạn ha. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Vợ chồng Khù Khờ của tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo với một bộ truyện mới. Cảm ơn quý vị.